của khách. Đó, như mình đã chia sẻ từ cái video lần trước là mình đã đặt hộp cái chiếc máy ảnh rất là cute đến từ Fuji Film. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một video review chi tiết hơn về cái máy ảnh mà mình mới mua ha. Gọi là chi tiết hơn thôi, nhưng mà thật ra thì mình cũng không muốn video này quá dài, nên mình sẽ bắt đầu đi vào vấn đề chính luôn ha. Yeah, let's go. Đây, chiếc máy ảnh trên tay của mình đây rồi. Nó rất là phù hợp với cái outfit ngày hôm nay mình mặc, đúng không mọi người ha? Hôm nay mình mặc một trang phục rất là vintage. Lát nữa mình sẽ chụp hình với em nó, tại sáng giờ chưa nhờ được ai chụp hình hết trơn, để tranh thủ sáng sớm đến công ty và quay vlog review này cho mọi người nè. 10 điểm vì sự chăm chỉ ha mọi người. Rồi, bắt đầu. Em này mình mua là SQ6. Cái con này nó ra được hình như cũng phải 2-3 năm gì rồi. Tại vì mình đọc những cái video review ở trên YouTube á, mình xem những cái video á, thì nó phải từ cách đây khoảng 2-3 năm. Những cái video ra từ cách đây 2-3 năm rồi, thì mình không biết là nó ra từ trước nữa hay không. Nhưng mà nói chung là tại vì mình cũng không có thời gian nhiều để mà đọc những cái review để xem của em mình ra mắt từ năm bao nhiêu, nên là mọi người thông cảm ha. Ngày hôm qua thì mình đã thử test chụp em này ở indoor, ở trong nhà rồi. Mình thấy rất là đẹp, những tấm hình rất là xinh. Lát nữa sẽ show ra cho mọi người thấy ha, chắc là ở cuối video đi. Rồi, cái này mình đã lắp phim vào đây rồi, nhưng mà mình không có thể tháo được, tại vì nếu mà tháo ra là nó sẽ hư hết cái cuộn phim bên trong. Người ta nói như vậy, tại vì họ nói là không được, khi mà ấy rồi thì không được để ánh sáng lọt vào đây, nên là mình không có mở ra cho mọi người xem được. Thì cái chỗ đựng phim đó là chỗ này nè, nguyên một cái khoang bự ra như thế này. Chỗ này là chỗ để pin, cái này dùng pin chứ không có sạc. Cũng có thể nói đó là một điểm tiện lợi, tại vì mình cũng thích nó dùng pin hơn. Không, mà thật ra sạc thì cũng tiện lắm mọi người, đỡ phải đi mua một pin khác, cái nào cũng tiện hết. Rồi, cái con máy này của mình thì có 7 chức năng ở đây. Là được một cái là mình quyết định mua em này là bởi vì nó có lựa chọn được rất là nhiều chức năng khác nhau, để máy nó sẽ auto nó điều chỉnh cho mọi người những cái thông số khi mà mọi người chụp á, thì mọi người đỡ phải set máy, giống không giống như kiểu mà mình dùng điện thoại hay là mình dùng những cái máy kỹ thuật số khác đó. Bấm chọn ở đây thì nó sẽ auto máy nha. Ngoài ra thì có thể tắt flash ở đây nè. Có những cái máy mà đời nó thấp hơn á thì nó sẽ không tắt được flash. Nên là mình cũng thích em này vì điểm đó, là em nó tắt được flash. Tại vì nhiều khi ở ngoài trời rất là nắng á, nhưng mà những máy khác chỉ có auto flash thôi, thì tức là có lúc nó sẽ bật, có lúc nó sẽ tắt, nói chung là nó auto, mình không có chỉnh được cái đó. Còn cái này chỉnh được. Còn cái này là nút hẹn giờ đó, mode này là để mọi người chọn. Khi bấm cái này thì nó sẽ nhảy cái đèn ở đây, thì lúc đó mọi người sẽ lựa chọn chức năng. Đây nè, giống như thế này nha. Đó, khi mọi người điều chỉnh cái này thì đồng thời len nó cũng sẽ điều chỉnh luôn, để nó điều chỉnh những cái cự ly gần hay xa để mọi người chụp cho nó phù hợp á. Ở cái máy này nó có cái chế độ chụp mà tròng ảnh á, mà mình chưa có test thử xem thử là cái đó nó sẽ ra một cái hiệu ứng như thế nào. Và cái này chắc là phải hồi nào nghiên cứu mà mình sẽ nhờ người khác chụp cho mình cái bằng cái đó sau. Cái chỗ này là một cái chỗ để ngắm chụp nè, đó rất là nhỏ xíu à. Đây là nút bấm để chụp ở đây đó. Xin ha. Khi mọi người nhắm vào đây á thì sẽ có thấy một cái chấm tròn, cái đó giống như là một cái tiêu điểm á, để mọi người focus vào cái đối tượng mà mình muốn chụp cho nó không có bị ao nét hết mọi người. Lại cái lens xin ha. Cái này mọi người thấy không? Cái này chính là cái gương để mọi người selfie. Khi mà mọi người selfie như thế này á, đó, thì mọi người sẽ nhìn vào cái gương này để thấy trong cái hình này nó đang như thế nào, thì khi mà ảnh ra nó cũng sẽ gần tương tự như vậy luôn, những cái gì mà mọi người thấy trong cái gương này luôn đó. Mọi người muốn selfie thì mọi người sẽ chỉnh cái chế độ selfie ha, để nó điều chỉnh cái cự ly cho mọi người cho nó phù hợp, nó không bị quá gần.
đó. Còn hôm qua mình có cho mọi người xem cái này. Cái này là cái mà để gắn vào cái flash đây nè. Đó. Thì nó sẽ thay đổi màu của bức ảnh luôn. Rất dễ, gắn cái bụp lên cái xong. Không phải làm gì nhiều hết. Đó. Không thích thì tháo ra. Đó. Chắc là giờ sẽ selfie cho mọi người xem một tấm nha. Hôm qua mình chụp được 4 tấm rất là đẹp. Cái màu ảnh phải nói là mê luôn, mê chứ ê kéo dài luôn đó mọi người. Trời ơi. Xong rồi cái cảm giác mà chụp một tấm xong rồi đợi, bắt đầu đợi máy nó kêu e nha. Xong bắt đầu nó lòi cái hình ra. Và nó dần dần nó lòi cái hình ra, nhưng mà lòi ra nó vẫn chưa có màu. Nó vẫn là một bức màu trắng, đằng trước màu trắng, đằng sau màu đen. Rồi sau đó bắt đầu nó nổi dần dần cái màu lên, dần dần. Thì sau khoảng 60 giây là nó đã thành một bức hình hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà phải thêm khoảng 30 giây nữa thì bắt đầu màu nó lên mới chính xác, nó mới đậm. Đó. Thì mọi người để lâu một xíu thì nó sẽ lên màu chuẩn luôn. Mình hôm nay mình đi làm lại quên mang mấy cái tấm hình đi rồi, nhưng mà sẽ có ghép vào video cho mọi người xem ha. Còn bây giờ thì selfie cho mọi người một tấm ở trong điều kiện ánh sáng rất là sáng như thế này để xem thử em nó sẽ ra cái màu ảnh như thế nào ha. Để xem thử background ở đâu đẹp ta. Đây. Đó, mọi người thấy chưa, nó lòi ra nè, màu trắng nè, mặt sau màu đen. Mọi người đừng có cho tay nó của mình vào cái mặt màu trắng này ha. Khi mà ảnh nó chưa có lên á thì mọi người đừng có chạm bất kỳ một cái gì vào đây, thì nó sẽ có thể ảnh hưởng tới cái việc mà ảnh nó lên màu. Nên là tốt nhất là mình sẽ không có cầm vào bên trong. Nó đang lên nè mọi người. Vi diệu chưa, vi diệu chưa. Đang lên, đang lên. Đó. Thì nó sẽ lên màu từ từ, từ từ. Bây giờ nó đang lên khá là nhanh rồi. Trong lúc chờ đợi nó lên thì chúng ta lại tám tiếp. Đây là nút on off của máy nè. Đó, mọi người chỉ cần mở cái máy lên là bắt đầu xài bình thường. Cái case này rất là cưng, rất là viên tẹp. Mình rất là thích cái case đó. Nó đơn giản thôi, nhưng mà sử dụng cũng dễ mà cái màu rất là đẹp. Cái em máy này thì nó cũng không có quá nặng đâu mọi người ạ. Nó không có nặng giống như là những cái máy cơ hay là máy kỹ thuật số khác đâu. Mình thì mình thấy vừa tay, mà mình là thuộc dạng tay rất là nhỏ rồi đó. Tay mình nhỏ xíu, bàn tay rất là bé. Mình mua màu trắng, em này có khoảng 4 hay 5 màu á. Mọi người có thể tìm mua trên Shopee hoặc là trên Tiki cũng có. Ở ngoài, bên ngoài thì mình không biết ở đâu bán. Hình như là có một cái nơi mà gọi là phân phối hàng chính hãng của Fuji Intas này tại Việt Nam luôn á. Nhưng mà mình mua trên Shopee và cái cửa hàng đó cũng có thể bảo hành cho mình chính hãng tại Việt Nam được. Nên là mình thấy cũng không thành vấn đề. Đây này, mình có tem chính hãng này. Đó. Thì mình thấy cũng ok, không sao hết. Đây, còn cái này là để cho mọi người xem được cái số phim trong bên trong này nè, là còn bao nhiêu phim thì mọi người có thể biết được cái việc đó. Thì không có sợ là bị hết phim, họ cũng không cần phải mở ra để xem bên trong còn bao nhiêu phim ha. Đây, còn cái chỗ này hình như là để gắn mấy cái mà dạng như là tripod á, mình nghĩ vậy đó. Để gắn lên mấy cái cây ấy, mấy ảnh với đỡ mấy ảnh. Là chỗ này chắc vậy. Cái này mà là đạo cụ chụp hình siêu xinh đó. Rồi tang 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 tang, xinh chưa, xinh chưa, màu ảnh này rất là đẹp mọi người ạ. Nãy mình chụp á là nó có flash, nó lóe lên.
mình không biết là nếu như mà mình tắt flash đi thì đằng sau những cái chi tiết ảnh đằng sau nó sẽ rõ hơn hay không. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy cái chi tiết ảnh đằng sau nó cũng không có gọi là rõ cho lắm. Nhưng mà cái này có thể là do đặc điểm của cái máy này nó vậy hả? Tại vì mình xem review á, những người khác chụp á, nó cũng vậy. Để mình test thử ở bên ngoài trời, nếu mình chụp ngoài trời như thế nào. Tại mình chưa có test chụp ngoài trời. Chụp ngoài trời chắc tắt flash. Để hôm nào thử, lát nữa thử luôn. Xinh. Rất xinh. Màu ảnh rất đẹp đúng không mọi người? Này. Tại vì là cái nền này nó hơi bóng nên là mọi người sẽ khó nhìn được. Ui ui. Xinh nhờ, màu ảnh xinh quá trời luôn. Đó. Nói chung cảm giác này rất là thích mọi người ạ. Những cái bữa tiệc nào đó của gia đình hay là những cái dịp đặc biệt nào đó, mọi người muốn lưu lại khoảnh khắc ngay lập tức thì cái máy phim này nó rất là tiện lợi. Mọi người hay chụp ảnh kỷ niệm cho ai đó ngay tại cái thời điểm đó luôn, và tặng lại cho họ luôn đó. Ngoài ra thì chúng ta có thể take note ở trên ảnh nữa nè, một cách rất là dễ dàng bằng mấy cây bút giả thì cũng rất là tiện đó. Và giá của em nó thì mình thấy rất là hợp lý và cũng không có quá mắc. Để mua một cái body máy ảnh như thế này thì mình mua chỉ có 2 triệu mấy à. Còn mua thêm phim thôi, chủ yếu là mắc ở tiền phim á. Mình nghĩ là cũng sẽ không chụp nó thường xuyên và nhiều giống như là kiểu những cái điện thoại hay gì khác. Nhưng mà nói chung là bằng một cách nào đó thì em nó cũng có những cái ưu điểm riêng của nó và những cái mà mình cảm thấy là mình nó là một trong những thứ cũng cần thiết đó, nên là mình là đầu tư thay vì đầu tư những cái máy hiện đại hơn hay là những cái máy xịn sò kiểu máy cơ thì bây giờ mình cảm thấy nó không cần thiết thì mình xài máy ảnh rồi đó. Nên là mình đầu tư em này thôi. Nói chung mà rất là hài lòng. Đây là một trong những cái món đồ tiếp theo mà khi mà mình mua ở trên Shopee mình rất là ưng. Được rồi, đó là một bài review của mình cũng rất dài rồi, tới hơn 10 phút luôn. Hy vọng là sẽ giúp cho mọi người những ai mà đang có ý định mua em máy này sẽ có động lực để mua em nó nha, tạo em nó về để cùng em nó giữ lại những cái khoảnh khắc rất là đáng nhớ và đáng giá. Mà không phải lúc nào những cái sản phẩm như điện thoại hay máy ảnh mà em mới có thể làm được. Hy vọng mọi người cũng sẽ tìm được một em máy rất là ưng ý giống như mình. Hẹn mọi người ở cái video thú vị vui vẻ lần sau nhé. Bye bye mọi người. Hẹn mọi người lần sau nha. Bye bye.